các em. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập một chuyên đề hình học trong chương trình học kỳ 1 môn toán lớp 9. Đó là chuyên đề đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn bằng tiếp tam giác. Chuyên đề này gồm có hai nội dung chính. Một là các vấn đề liên quan đến đường tròn nội tiếp tam giác. Hai, các vấn đề liên quan đến đường tròn bằng tiếp tam giác. Và để giúp các em hệ thống lại những kiến thức cơ bản của chuyên đề, thầy mời các em làm một số bài tập sau. Bài tập thứ nhất, khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Câu hỏi thứ nhất. Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn A đi qua ba đỉnh của tam giác. B tiếp xúc với ba cạnh của tam giác. C tiếp xúc với một cạnh của tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia. D đi qua trung điểm ba cạnh của tam giác. Như các em đã biết, đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác. Do đó, phương án được lựa chọn trong câu hỏi này là phương án B. Tiếp theo, câu thứ hai. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của A. Ba đường cao của tam giác. B. Ba đường trung tuyến của tam giác. C. Ba đường phân giác của tam giác. D. Ba đường trung trực của tam giác ở phần trên các em đã biết đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác với đường tròn tâm y nội tiếp tam giác abc tiếp xúc với ab ac bc lần lượt tại d e và f khi đó điểm y sẽ cách đều ba cạnh ab ac bc do đó y là giao điểm ba đường phân giác của tam giác abc do vậy phương án được lựa chọn trong câu hỏi này là phương án C. Chúng ta tiếp tục chuyển sang câu 3. Cho đường tròn tâm y bán kính R nội tiếp tam giác ABC. Đường tròn tâm y bán kính R tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại D và E. Khi đó, ta có các phương án sau. Các em sẽ lựa chọn phương án nào trong bài tập này? Vì đường tròn tâm y bán kính R nội tiếp tam giác ABC nên AB, AC và BC là các tiếp tuyến của đường tròn tâm Y. Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có AD, AE bằng nhau, BD, BF bằng nhau, CE, CF bằng nhau. Do đó, hai lần AD đã bằng hai lần AE. Như vậy, ta cần kiểm tra xem hai lần AD bằng hai lần ae và bằng kết quả nào trong số các kết quả còn lại muốn thế ta làm như sau ta có hai lần ad thì bằng ad cộng ad mà ad bằng ae do đó hai lần ad bằng ad cộng ae ad thì bằng ab trừ bd ae bằng ac trừ ce do đó hai lần AD sẽ bằng AB cộng AC trừ đi đóng bằng hoặc BD cộng CE. Lại có BD bằng BF, CE bằng CF. Do đó, hai lần AD bằng AB cộng AC trừ BC. Như vậy, phương án được lựa chọn trong câu này đó chính là phương án A. Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ tư. câu 4. Cho đường tròn tâm Y bán kính R nội tiếp tam giác ABC. Diện tích tam giác ABC bằng với bốn phương án các em quan sát trên màn hình. Để tìm được phương án trả lời đúng trong câu hỏi này, ta có thể làm như sau. Ta có diện tích của tam giác ABC được tách thành tổng diện tích của ba tam giác. A, I, B, tam giác BIC và tam giác AIC. Do đường tròn tâm Y là đường tròn nội tiếp tam giác ABC với DEF lần lượt là các tiếp điểm của đường tròn tâm Y với AB, AC và BC. Do đó, ID, IE, IF e, lần lượt là các đường cao của tam giác AIB, AIC và BIC. Khi đó, diện tích của các tam giác này được tính như sau diện tích tam giác AIB bằng 1 phần 2 của ID nhân với AB. Do ID bằng bán kính của đường tròn nội tiết tam giác bằng R. Do đó, diện tích tam giác AIB bằng 1 phần 2 của R nhân AB. Hoàn toàn tương tự như vậy, ta có diện tích của tam giác BIC bằng 1 phần 2 của R nhân BC và diện tích của tam giác AIC bằng 1 phần 2 của R nhân AC. Thay các kết quả trên vào biểu thức, ta có diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 của R nhân AB cộng 1 phần 2 của R nhân BC cộng 1 phần 2 của R nhân AC và đặt 1 phần 2 R là nhân tử chung ta có. Kết quả là diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 R nhân đóng bằng hoặc AB cộng BC cộng AC. Như vậy phương án được lựa chọn trong câu hỏi này là phương án A qua bốn câu hỏi ở trên, chúng ta đã tổng kết lại những kiến thức cơ bản về đường tròn nội tiếp của tam giác. Đó là những kiến thức nào? Với đường tròn nội tiếp tam giác, các em hãy lưu ý những kiến thức cơ bản sau. một Định nghĩa về đường tròn nội tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác. 2. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác. 3. Với đường tròn tâm Y bán kính R nội tiếp tam giác ABC. Đường tròn tâm Y bán kính R tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại D và E. Khi đó ta có các kết quả sau. A. 2 lần AD bằng 2 lần AE bằng AB cộng AC trừ BC. B. Diện tích của tam giác ABC bằng 1 phần 2 của AB cộng BC cộng CA nhân với R. Và nếu ta gọi P là nửa chu vi của tam giác ABC và A là độ dài của cạnh BC, khi đó ta có 2 lần AD bằng 2 lần AE bằng 2 lần P chữ A. Diện tích của tam giác ABC chính bằng P nhân với R. Đây là các kết quả rất quan trọng khi các em học về đường tròn nội tiếp của tam giác. Các em cần ghi nhớ. Với kết quả thứ nhất, ta còn có những kết quả tương tự sau. 2 lần BD bằng 2 lần BF bằng BA cộng BC trừ AC. 2 lần CE bằng 2 lần CF bằng CA cộng CB trừ AB. Và với kết quả một này, chúng ta có thể rút gọn được là AD bằng AE bằng P trừ A. Các em hãy lưu ý để chúng ta vận dụng làm tốt bài tập về đường tròn nội tiếp tam giác. Và với những kiến thức đó thì thầy mời các em làm tiếp bài tập sau. Bài tập 2. Cho tứ giác ABCD đường tròn tâm O nội tiếp tam giác ABC và đường tròn tâm ô phẩy nội tiếp tam giác ADC tiếp xúc với AC lần lượt tại M và N. Đặt AB bằng X, BC bằng Y, CD bằng Z, DA bằng T. Câu A. Chứng minh hai lần MN bằng giá trị tuyệt đối của X cộng Z trừ Y trừ T. B. Các đường tròn nội tiếp tam giác BAD và tam giác BCD tiếp xúc với BD lần lượt tại E và F. Chứng minh MN bằng EF. Các em hãy vẽ hình và suy nghĩ làm bài tập này. Với câu A, đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh một hệ thức biểu thị mối liên hệ về đoạn thẳng MN với các cạnh của tứ giác ABCD. Các em sẽ làm như thế nào với bài tập này? Dựa trên hình vẽ, chúng ta thấy độ dài đoạn thẳng MN bằng giá trị tuyệt đối của AM trừ AN. Sở dĩ chúng ta phải lấy giá trị tuyệt đối vì M có thể nằm giữa A và N hoặc N có thể nằm giữa A và M. Nhân 2 và hai vế khi đó ta được 2 lần MN bằng giá trị tuyệt đối 2 lần AM trừ 2 lần AN nhiệm vụ của chúng ta là phải biểu diễn hai lần AM trừ hai lần AN theo độ dài các cạnh của tứ giác ABCD. Các em nhận thấy đường tròn tâm O nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với cạnh AC tại M. Theo kết quả 1, chúng ta có thể biểu diễn được đoạn AM theo AB, AC và BC. Tương tự như thế, chúng ta cũng có thể biểu diễn được đoạn AN theo AD, AC và DC của tam giác ADC. Do đó ta có 2 lần AM bằng AB cộng AC trừ BC và 2 lần AN bằng AC cộng AD trừ CD. Từ đó ta suy ra được 2 lần MN bằng giá trị tuyệt đối của AB cộng AC trừ BC trừ đi AC cộng AD trừ CD. Rút gọn ta được 2 lần MN bằng giá trị tuyệt đối của AB cộng CD trừ BC trừ AD. Với AB bằng X, BC bằng Y, CD bằng Z và DA bằng T, ta được 2 lần MN bằng giá trị tuyệt đối của X cộng Z trừ Y trừ T. Như vậy chúng ta đã chứng minh xong câu A của bài tập này. Với câu B, các đường tròn nội tiếp tam giác BAD và tam giác BCD tiếp xúc với BD lần lượt tại E và F. Chứng minh MN bằng EF. Chúng ta có hình vẽ minh họa như sau. Làm thế nào các em có thể chứng minh được MN bằng EF? Chứng minh tương tự câu A. Ta có hai lần EF cũng sẽ bằng giá trị tuyệt đối của cộng Z trừ Y trừ T. Kết hợp với kết quả có được trong câu A, ta sẽ suy ra được là 2 lần MN bằng 2 lần EF. Từ đó chúng ta suy ra được MN bằng EF. Như vậy là câu B của bài toán cũng đã được chứng minh. Sử dụng kết quả 1 mà chúng ta đã xây dựng được ở phần trên, các em đã có thể dễ dàng chứng minh được bài toán này rồi đúng không? Thế mời các em cùng chuyển sang làm bài tập tiếp theo. Bài tập 3. Cho đường tròn tâm O đường kính BC. A là điểm thuộc đường tròn sao cho A khác B và C. Đường tròn tâm Y bán kính R nội tiếp tam giác ABC. Tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại B và E. Câu A. Chứng minh tứ giác ADIE là hình vuông. Các em hãy vẽ hình và suy nghĩ để chứng minh bài tập này. Đây là hình vẽ của bài tập. Trong chương trình lớp 8, các em đã biết các dấu hiệu để nhận biết một hình vuông. Chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu nào để làm bài tập này? Dựa trên các dữ kiện đã cho trong bài toán, thể hiện trên hình vẽ. Để chứng minh tứ giác A, D, I, E là hình vuông, chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta chứng minh tứ giác A, D, I, E là hình chữ nhật và AI là đường chéo đồng thời là tia phân giác của góc DAE. Để chứng minh tứ giác ADIE là hình chữ nhật, chúng ta sẽ chứng minh tứ giác này có 3 góc vuông đó là góc DAE, góc ADI và góc AEI. Góc DAE bằng 90 độ, các em có thể dễ dàng chứng minh được do tam giác ABC là tam giác nội tiếp đường tròn đường kính BC. Góc ADI bằng 90 độ do đường tròn tâm Y là đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB tại D. Khi đó, AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y và khi đó AB sẽ vuông góc với bán kính ID tại D. Từ đó ta suy ra được là góc ADI bằng 90 độ. Hoàn toàn tương tự như vậy, các em chứng minh được góc A EAI cũng bằng 90 độ. Để chứng minh AI là phân giác của góc DAE, ta nhận thấy Y đã là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Mà ở phần trên thì các em đã biết tâm đường tròn nội tiếp tam giác chính là giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác. Do đó, ta suy ra ngay được AI là phân giác của góc DAE. Như vậy, Chúng ta đã có thể chứng minh được câu A rồi. Từ việc chứng minh được tứ giác E là hình vuông, chúng ta thấy DI sẽ bằng AD. Đây là hai cạnh của hình vuông. DI là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Trong khi AD có thể biểu diễn được theo các cạnh AB, AC và BC. Do đó, thầy có thêm câu hỏi tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu B. Chứng minh R bằng AB cộng AC trừ BC tất cả trên 2. Các em hãy suy nghĩ để tìm hướng chứng minh cho bài tập này. Để làm được bài tập này, các em có thể làm như sau. Do phân tích ở trên, R đã bằng ID và bằng AD. Thế thì ta cần chứng minh AD bằng AB cộng AC trừ BC tất cả trên hai nữa. Điều kiện thứ nhất thì chúng ta dễ dàng suy ra được do tứ giác ADIA là hình vuông mà chúng ta đã chứng minh được ở câu a. Vậy còn ý thứ hai này ta chứng minh bằng cách nào? Nhân hai hai vế khi đó ta có hai lần AD bằng AB cộng AC trừ BC. Kết quả này các em có thể dễ dàng suy ra được dựa trên kết quả 1 mà chúng ta vừa xây dựng trong phần kiến thức cơ bản. Từ sự phân tích này thì bài toán đã được chứng minh. Với tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O và đường tròn tâm Y nội tiếp tam giác ABC, nếu biết độ dài các cạnh AB, AC, chúng ta có thể biểu diễn được độ dài đoạn IO theo các đoạn thẳng này. Và chúng ta sẽ xét một trường hợp đặc biệt với câu C như sau. Giả sử AC bằng 8 cm, AB bằng 6 cm. Tính IO. Để tính được IO, thầy sẽ gọi F là tiếp điểm của đường tròn tâm I với cạnh BC. Khi đó, tam giác FIO là tam giác vuông tại F. Chúng ta sẽ ghép IO vào trong tam giác FIO vuông tại F sử dụng định lý Pythagore chúng ta có thể biểu diễn được IO theo IF và FO với IF là bán kính của đường tròn tâm O có thể biểu diễn theo các cạnh của tam giác ABC nhiệm vụ còn lại chúng ta phải tính thêm FO với hướng phân tích đó các em sẽ làm bài tập này như sau để tính OI ta sẽ tính OI bình phương bằng cách sử dụng định lý Pythagore trong tam giác FIO vuông tại F như vậy chúng ta cần tính thêm độ dài đoạn thẳng OF và đoạn thẳng IF như phân tích ở trên chúng ta thấy IF chính là bán kính của đường tròn tâm I và kết hợp với kết quả có được trong câu b ta sẽ có IF bằng AD mà AD thì có thể biểu diễn theo các cạnh của tam giác ABC. Do đó, chúng ta cần phải tính giá trị của biểu thức AB cộng AC trừ BC tất cả trên 2. Đề bài, bài đã cho AB bằng 6cm và AC bằng 8cm. Do đó, ta cần tính BC nữa. BC chúng ta có thể dễ dàng chứng minh được khi ghép BC vào tam giác ABC vuông tại A. Khi đó ta suy ra được BC bình bằng AB bình cộng AC bình theo định lý Pythagore. Với các dữ kiện có trong giả thiết, các em có thể dễ dàng tính được độ dài đoạn thẳng BC. Còn lại, độ dài đoạn thẳng OF sẽ được tính như thế nào? Trong trường hợp này, thầy hướng dẫn các em một cách. OF chính bằng BO trừ BF BO bằng nửa của BC. Mà BC chúng ta đã tính được ở phần trên. Do đó, đoạn thẳng BO sẽ tính được ngay. Cũng áp dụng kết quả 1 ở phần trên. Ta thấy BF có thể biểu diễn theo BA, BC, AC. Với độ dài các đoạn thẳng BA, BC và AC đã biết, chúng ta có thể tính được BF. Khi đó chúng ta đã có thể tính được độ dài đoạn OF bằng bao nhiêu. Và với hướng phân tích như thế này, thì các em đã hoàn toàn có thể tính được OI bằng bao nhiêu rồi. Cũng trong hình vẽ trên, nếu bây giờ thầy dựng AH vuông góc với BC, khi đó ta được tam giác AHB và tam giác AHC là các tam giác vuông tại H. Ở phần trên, Chúng ta đã biểu diễn được bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác vuông ABC theo các cạnh của tam giác vuông ABC. Hoàn toàn tương tự như thế, chúng ta cũng có thể biểu diễn được bán kính của đường tròn nội tiếp các tam giác HBA, HCA vuông tại H theo các cạnh của tam giác này. Khi đó, ta có bài tập như sau. Gọi r1 R2 lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp các tam giác ABH và ACH. Tìm vị trí của A trên đường tròn tâm O để R cộng R1 cộng R2 đạt giá trị lớn nhất. Các em thấy, theo câu B chúng ta đã có R bằng AB cộng AC trừ BC trên 2. Hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta có thể suy ra được hai kết quả sau. R1 là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác HAB vuông tại H sẽ bằng HA cộng HB trừ AB trên 2 và R2 là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác HAC vuông tại H. Khi đó R2 bằng HA cộng HC trừ AC trên 2. Từ đó ta có thể tính được tổng R, R1 và R2 đặt 1 phần 2 ra ngoài là thừa số chung, biến đổi và rút gọn chúng ta được R cộng R1 cộng R2 bằng 1 phần 2 nhân với 2 lần của AH. Rút gọn ta được kết quả này bằng AH. Chúng ta lại nhận thấy AH thì bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng AO bằng bán kính của đường tròn là R. Giá trị này không đổi. Do đó, R cộng R1 cộng R2 có giá trị lớn nhất khi và chỉ khi điểm A là điểm chính giữa của cung BC. Như vậy, các em đã hoàn thành được nội dung bài tập này. Và với hướng khai thác phát triển như thế, thì bài tập này còn có thể khai thác theo rất nhiều hướng khác nữa. Thầy có thể định hướng giúp các em một số hướng khai thác như sau. Câu E Gọi K là hình chiếu của E trên DF trong đó DAF lần lượt là tiếp điểm của đường tròn tâm Y với AB, BC, AC. Chứng minh góc ABC bằng góc ACK. Câu F. Đường thẳng đi qua tâm của hai đường tròn nội tiếp tam giác ABH và ACH cắt AB, AC lần lượt tại M và N. Chứng minh tam giác AMN vuông cân. Câu G. Chứng minh đường thẳng đi qua A và vuông góc với MN luôn đi qua một điểm cố định khi A thay đổi trên đường tròn. Câu H gọi Q là giao điểm của AI và BC. Tính BQ theo B và C. Về nhà, các em sẽ hoàn thiện lại nội dung của những phần còn lại nhé. Như vậy, qua phần trên, các em đã vận dụng những kiến thức cơ bản về đường tròn nội tiết tam giác, áp dụng các kết quả 1 và 2 trong giải toán. Thầy lưu ý Hai kết quả 1 và 2 là những kết quả rất quan trọng để chúng ta có thể định hướng giải những bài tập đặc biệt là những bài tập khó. Đây không phải là một định lý của sách giáo khoa. Do đó, các em cần lưu ý kết quả này và khi sử dụng nó thì chúng ta cần phải chứng minh lại để áp dụng. Trên đây, thầy đã giúp các em ôn tập hệ thống lại những kiến thức cơ bản về đường tròn nội tiếp của tam giác để định hướng tốt hơn cho quá trình học tập ở nhà các em thực hiện một số yêu cầu sau. Một, nghiên cứu bài để nắm chắc kiến thức cơ bản về đường tròn nội tiết tam giác. Hai, tiếp tục phát triển và hoàn thành bài tập 3. Ba, ôn tập về đường tròn bằng tiết tam giác, tìm hiểu về định nghĩa và các vấn đề liên quan, tương tự như với đường tròn nội tiết tam giác. Và các em cũng có thể tải thêm hệ thống bài tập qua trang web của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định. Đó là http 2 gạch chéo gạch chéo nam định edu vn tạm biệt các em